ngon thiệt chứ. Con cái mình mà xây chừng 3-4 tấm thôi là ngon lành. Rồi bà con dưới quê có dịp lên đây tá túc ở đây luôn nữa. Trời, mình hãnh diện bà còn nói xóm biết là bao nhiêu. Hey, thiệt, đã thiệt chứ, đất ngon quá ngon. Ấy, ủa, chị Xui. Ủa, trời ơi, anh Chính. Ủa, anh lên nào vậy? Trời ơi, tôi mới lên tới à. Dạ. Tôi muốn tạo bất ngờ tụi nó. Ủa, còn chị, sao chị cũng lên cùng lúc với tôi vậy? Tôi cũng tạo bất ngờ cho tụi nó nè. Ai ngờ gặp anh tôi còn bất ngờ hơn vậy nữa. Vậy là mình có duyên đó nghe. Dạ. Tao nói có duyên thì ở chân trời cũng gặp, mà vô duyên thì trước mặt cũng như không. Dạ, đúng rồi. Anh biết sao không? Nghe tụi nó xây nhà lên góp ý với tụi nó. Sao, ủa, sao giống tôi vậy? Vậy tôi nghe tụi nó xây nhà lên định góp ý với tụi nó vậy đó mà. Trời, không có ngờ hai xu gia mình giống ý nhau ghê vậy đó. Tâm đầu ý hợp. Dạ, xu gia vậy là vui rồi. Vui quá rồi, mình có duyên quá rồi còn gì nữa chị. Dạ. À, chị biết không? Dạ. Tôi định kêu tụi nhỏ cái này cất chừng vài tấm thôi chị. Vài tấm, 3-4 tấm gì đó. Rồi bà con dưới quê lâu lên Sài Gòn khám bệnh á, có chỗ nằm chỗ nghỉ đâu á, là hãnh diện với bà con lối xóm lắm đó chị. Dạ anh, anh Xui, tụi tính là khuyên tụi nó mình xây nhà cấp 4 thôi anh. Tại vì vậy cho tụi nó dễ. Trời, chị nghĩ sao xây nhà cấp 4 vậy chị? Trời ơi, tụi nó cũng đang ở nhà cấp 4, nhà thuê đó. Dạ đúng rồi, nó đang ở nhà cấp 4 mà nó thuê. Nhưng mà anh biết rồi, nhà đó nó dột, nó nói chung là nó cũng xuống cấp quá đi. Mình giờ chuyển qua cái miếng đất nó mới mua đó. Đất mới mua này theo tôi nghĩ là phải cất một lầu một trệt là tệ nhất vậy à. Anh à, vậy mình chuyển qua đây mình xây cấp 4 nhưng mà nó cứ kiên cố cái nền trước. Xong rồi nó chắc chắn cái mình cứ xây mình ngăn phòng ra cho nó chắc. Kiên cái gì không biết nên. Lâu tụi nó có dịp xây nhà thì rồi bao nhiêu tiền đâu chị, chơi tới bến luôn. Tới bến luôn. À, trời ơi anh ơi, tụi nó mới cưới mà nó đâu có tiền bạc gì nhiều đâu. Để tạm thời cứ xây nhà cấp 4 thì mà sau này đợi tính, chứ còn tiền dư á nó còn lo làm vốn làm ăn, rồi bệnh hoạn đau yếu gì cũng có tiền mà chạy, chứ bây giờ dồn hết vô đó thì không có tiền thì vay ngân hàng vậy à? Chứ không thể mà xây căn nhà như vậy được, mà tụi nhỏ xây làm gì thì chưa về nữa chứ. Anh ơi, anh nói vậy không được đâu. Bây giờ trời đất ơi, bây giờ tụi nó mới cưới nhau tự nhiên đi vay tiền xây cái nhà rồi nợ nần suốt quanh năm vậy, tụi sao nó tội còn nghiệp trẻ chị à. Tụi nó dư sức có khả năng để trả tiền ngân hàng chị à. Trời anh ơi, anh cũng phải thương con của mình chứ. Con của anh nó cũng làm cực lực rồi, con của tôi nó cũng làm cực lực, bao nhiêu đó nó dồn rồi, lỡ nó bệnh hoạn rồi tiền đâu mà lo ha. Anh phải nghĩ tới tương lai xa xôi chứ. Tự nhiên cái anh gì cái mặt mũi gì đó, tự nhiên anh bắt nó xây mặt mũi cái gì mặt mũi. Ý tôi là ý trời ha. Tôi muốn cho tụi nó là phải là xây cái nhà phải không? Tệ nhất là một trệt một lầu, không tiền thì vay ngân hàng, không có gì sợ hết á. Nói chị nghe, xây nhà theo kiểu tôi nói á, nó có nhiều cái lợi lắm. Lợi cái gì hả anh? 4 cái lợi luôn đó chị à. Lợi cái gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nhìn căn nhà nó kiên cố. Rồi giờ chị bảo giờ hai thường xuyên tới không đó, nó bay bốc cái nhà luôn đó, nó giỡn chơi đâu. Cái thứ hai là mình thấy cái nhà mình đó, nó sang chảnh liền rồi chị. Còn thứ ba là mình nở mặt nở bài với bà con lối xóm. Cái thứ tư là ai mà có bệnh hoạn lên đây khám bệnh thì có chỗ cho tỏ ngon lành. Trời ơi anh ơi, nhà lầu nó sang trọng lắm, không có thể nghĩ vậy được. Trời, xây căn nhà để con mình nó nợ nần chồng chất, bây giờ con trai tôi á nó trụ cột gia đình là để cho nó quyết định đi. Ủa, con trai chị không à, con gái tôi làm chi? Ủa, chồng công vợ ha. Tôi lo là lo cho hai đứa nó lo chứ anh hả? Không thể nào mà kêu tụi nó phải vay tiền để xây cái theo cái ý của anh rồi đem bà con lên đây, lỡ có chuyện gì lên đây ở. Trời ơi, tụi nó nghèo khổ lắm, anh không có thương tụi nó hả? Tôi thương nhưng mà cái suy nghĩ gì không đúng rồi. Tôi ý tôi là muốn nở mặt nở mày bà con lối xóm. Nó còn nói tôi á, nhà mới nó sẽ mời chị qua ở chung với vợ chồng nó, tôi được ở đâu. Trời ơi, tôi cũng đâu có cần phải ở đâu, dưới quê tôi cũng có nhà rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là con cái của mình làm sao để cho nó đừng có nợ nần thêm, nó có vốn nó làm ăn là được. Ủa, nó về tới kìa. Ủa tía à, con má ừ nè, sao làm về trễ vậy con? Dạ tại vì tăng ca. Tăng ca hả? Trời ơi, tía má, tía má, tía má lên hồi nào mà không báo cho con hay vậy? Tía má bất ngờ. Tạo bất ngờ cho tụi con thôi. Con bất ngờ thiệt á. Đi vô nhà, đi vô nhà, đi vô nhà. Thôi. Cảm ơn con, được rồi. Con lại đây ngồi đi. Sẵn có chuyện mà má nói giải quyết được luôn. Còn không được thôi má xách vở về, khỏi vô. Sao con không hiểu gì hết trơn vậy? Thôi không cần phải hiểu hết. Con ngồi xuống đây đi. Con ngồi xuống đi, rồi nói chuyện luôn. Được á thì má ở lại, còn không được thì thôi má cũng sẵn tiện má xách vở má về luôn. Tôi ghi bà xách vở về luôn quá. Nè, giờ sao? Giờ tía con nè, với là má con nè, giờ muốn gì nói cho con hiểu. Tía là... Không, để tôi nói trước. Tôi nói đi rồi sẵn việc tôi về luôn. Anh muốn ở lại thì anh ở lại. Bây giờ má nói vậy. Má biết là con mướn phòng trọ ở khó khăn quá, mua được miếng đất nhỏ nhỏ như vậy. Thôi bây giờ là
tụi con chuẩn bị xây nhà. Thì má lên má góp ý là tụi con xây nhà cấp 4 được rồi, miễn là nó đẹp, nó chắc chắn, nó kiên cố là được. Không có cần thiết phải xây nhà lầu chi cho nó sang chảnh hết. Mình còn để vốn để làm ăn rồi còn bệnh quản phòng thân nữa. Đó, má góp ý vậy đó. Ý của tía là vậy. Ý tía là muốn xây nhà tệ nhất là một lầu một trệt cho nó kiên cố, rồi hãnh diện với bà con lối xóm ở dưới quê nữa, con hiểu không? Trời. Nhưng mà bà đâu có chịu đâu. Má không cần sang chảnh, má chỉ cần con xây nhà cấp 4 chắc kiên cố là được, tụi con có ngăn nắp đàng hoàng là được, không có cần phải dạo sang làm cái gì hết. Nhưng mà rồi con nghe tía nói, con nghe má nói rồi, bây giờ con chốt luôn á, con không xây theo hai cái kiểu nhà đó. Ủa, con không xây theo kiểu nhà đó, xây kiểu gì? Ừ, con xây kiểu gì? Con cũng cảm ơn tía má lên đây là góp ý cho con, muốn cho vợ chồng của con có một cái ngôi nhà thật là đẹp, thật là tuyệt vời, mát mẻ. Nhưng mà thật sự á, con nói với má là vậy nè, vợ chồng của con mới cưới nhau, đâu có kinh phí, tiền bạc gì dư giả đâu mà xây nhà cấp 4 mà kiên cố, vững chắc như vậy. Má hiểu không? Không có khả năng, cho nên con không thể xây được, cho nên không có làm theo yêu cầu của má được. Còn tía nữa nè, thì đó con có nói rồi đó, mới cưới nhau có tiền bạc dư giả đâu mà xây cái kiểu mà nhà lầu rồi xong là rộng rãi, đâu có được đâu, hiểu không? Nhưng mà có thể nở mặt nở mày với bà con lối xóm con. Không có được nở mặt nở mày, tiền đâu mà nở mặt nở mày. Vậy nè, con suy nghĩ rồi, tiền á dư chút đỉnh á thì con xây một cái căn nhà đó, nó rộng hơn nhà trọ mà chút xíu thôi, nó thoáng, nó mát là được rồi, vợ chồng của con chịu đựng được mà, đâu có gì đâu, liệu cơm gắp mắm thôi. Mà nếu như nghe lời với tía với má này ha, rồi xong mượn tiền ta thì cũng xây được căn nhà này nọ đi, đúng không? Chiều lòng hai người xây được căn nhà đi, rồi cái tiền thiếu nợ đó mấy mốt hả phải hả gồng gánh ra trả nợ, rồi mấy mốt con có cái, rồi mấy mốt tụi nó sống, tụi nó vất vả, con thương tụi nó lắm, tội nghiệp tụi nó lắm. Vợ chồng con á hứa với tía má là cố gắng chí thú làm ăn, dành dụm một số tiền đó xây một cái căn nhà khang trang để cho tía má vui lòng. Thì con nói tía cũng hiểu rồi, thôi tùy con đi, con muốn làm gì con làm. Không vậy, má thì má cũng muốn con có nhà nó đàng hoàng tí, nhưng mà con nói cái chuyện khó khăn vậy thôi thì má cũng đồng ý, coi như là sau này để cho mà lo cho cháu chắc. Để thôi vợ chồng quyết định đi phải không chị Xui? Thôi thì chuyện nhà tụi nó, để tụi nó quyết định nó muốn ở sao kệ nó. Tự nhiên hai người già mình xía vô chi rồi đâm ra muốn giận nhau vậy đó à? Tự nhiên cái mình đang xui gia vui vẻ mình cãi nhau làm gì cũng biết. Mới vừa nói là hợp, tự nhiên gây nhau. Mới vừa nói lăn xẹt vậy đó. Có duyên gặp nhau cái tự nhiên làm gì muốn xa nhau. Thôi tôi xin lỗi chị Xui nghe. Sẵn đây tía xin lỗi con luôn. Tại vì tía muốn nở mày nở mặt với bà con lối xóm, mình sĩ diện mà. Sĩ diện cho nên là mới nghĩ ra vậy thôi. Con đừng có buồn tía nghe. Đừng buồn tôi nghe chị Xui. Thôi dạ anh nói vậy rồi tôi cũng hơi kỳ. Tôi cũng xin lỗi anh nha. Đừng giận tôi ha. Giận gì giận nữa. Má xin lỗi con, coi như chuyện gia đình con cứ tự giải quyết đi. Tự giải quyết đi, người lớn đứng mà nhìn là được rồi. Đúng rồi. Nói chung là tía là hiểu má, má hiểu tía, rồi tía với má hiểu con cũng hiểu tía với má. Vui quá, vui rồi. Quá vui luôn, giờ vui cười cái coi. Con nhớ chú Tư cho mượn cao vét. Nhưng mà cao vét bây giờ con bận cũ lắm rồi. Bây giờ mình đừng trả cao vét đó, mình mua cao khác tặng đi. Đúng rồi đó, giỏi. Không những mà mình mua cái áo vest mà mình mua nguyên bộ con ạ.